Cô thân chào các bạn tuổi Mậu Ngọ 1989. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng đầu năm của bạn trong cái năm Quý Mão. Và thứ hai là sẽ chia sẻ coi mình sinh vào, mình tuổi Ngọ nè, mà mình sinh vào mùa xuân thì cuộc đời của mình nó như thế nào. Trước tiên nói một chút sơ về cái tuổi của bạn. Thì bạn là cái người có cái tính là rất là nóng nha. Bạn nóng giận, khi mà bạn giận lên, bạn nổi giận đùng đùng đùng. Nhưng rồi tự bạn, tự khắc bạn cũng tự mình làm cho mình nguội giận, để mình nguôi đi cái giận và mình trở nên mình hiền lành. Trong cái các con giáp nói về cái tuổi Dậu, tuổi Ngọ đó, thì bạn là cái người mà là nói, có thể là nói nhiều, nhưng mà mình làm thì nó hơi ít, nó không có, nó không quá xuất sắc như những cái tuổi mà Bính Ngọ nè và cái tuổi Mậu, cái tuổi Nhâm Ngọ nha. Mình làm việc ở cái mức độ trung bình thôi nha các bạn, không quá cực nhọc các bạn nếu so với những cái người tuổi Ngọ. Và bạn may mắn hơn nếu những bạn tuổi Ngọ mà mình sinh vào được cái tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì cái cuộc đời của bạn sẽ được ấm no, được thuận lợi về cái kinh tế, về cái tài lộc. Đây là cái tháng sinh, những cái tháng sinh mà đem lại cái thuận lợi, đem lại cái sự may mắn cho mình, cho những cái người tuổi Ngọ được sinh vào mùa xuân. Rồi bây giờ ta nói đến cái 3 tháng của cái năm đầu năm. Thì tháng đầu tiên đó thì các bạn làm ăn á không được thuận lợi về tiền bạc nha. Tiền bạc mình làm nó cái khó khăn, nó không có thuận lợi, không tốt đẹp cho mình. Mặc dù cái công việc của mình làm thì nó vẫn ổn định, nó vẫn tốt đẹp, nó thuận lợi, nhưng mà nó có khó khăn, tiền bạc nó không nhiều, không dư dả. Và các bạn cũng chú ý cho sức khỏe của mình trong cái tháng đầu năm. Các bạn cẩn trọng về sức khỏe của mình, nhất là những cái bạn nam á. Trong cái tháng đầu xuân ta đừng có nên mà vui say quá chớn nè. Chúng ta đừng có uống rượu bia mà chúng ta đi ra đường thì nó cũng không tốt cho mình nha. Có những trong gia đạo mình có những cái chuyện nó buồn bực, nó không hay. Ngược lại, những bạn nữ cả 3 tháng đầu năm thì gia đình mình được cái sự thuận lợi, được cái sự vui vẻ, được cái sự hạnh phúc, yêu thương nhau. Bây giờ chúng ta nói qua cái tháng 2 là cái tháng Ất Mão. Thì cái tháng 2 này các bạn lưu ý nó có 2 tháng nhuận. Thì cái tháng nhuận, tháng đầu và cái tháng sau thì nó cũng giống nhau như các bạn. Thì trong cái tháng 2 này các bạn không làm, nó không thuận lợi cho các bạn. Tiền bạc mình nó có cái khó khăn, không tốt. Và cái công việc của mình trong cái tháng này có cái nhiều phần khắc kỵ, không hay cho lắm. Sức khỏe của các bạn cũng có vấn đề, thì bạn lưu ý cho cái vấn đề này, cẩn thận trong lo cho mình về sức khỏe. Nhưng mà gia đạo của bạn trong cái tháng 2 này đã có cái sự chuyển biến tốt đẹp. Mình là gia đạo mình có cái màu sắc nó vui vẻ, nó được thuận thảo. Qua đến cái tháng 3 thì các bạn làm ăn có vẻ khấm khá lên, tiền bạc của mình. Tiền bạc của mình có, công việc của mình ở cái mức độ bình ổn. Sức khỏe của bạn tháng này đã có sự tiến triển, có sự tốt đẹp. Sức khỏe của mình nữa khỏe mạnh. Nhưng qua các bạn nam trong cái tháng 3, gia đạo cũng có những cái chuyện không hay. Thì các bạn cố gắng sao chúng ta dung hòa được cái sự tình cảm gia đạo của chúng ta cho nó được tốt đẹp, cho nó được thuận lợi nhiều nha các bạn.